Cả ngày hôm nay con đi đâu? Công việc có vấn đề gì à? Sao mặt mũi nghiêm trọng thế? Bố, có chuyện này con muốn hỏi riêng ý bố. Nếu như bây giờ con và Nam quay lại với nhau, bố có ủng hộ bọn con không? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như lần này con để mất Nam một lần nữa, con sẽ ân hận cả đời bố. Thế còn ý con bé thế nào? Nam vẫn còn tình cảm với con. Chỉ là con cần có thêm thời gian để lấy lại niềm tin với Nam thôi. Tu 100 năm được khách cùng thuyền. Nếu như con cho rằng đó là quyết định đúng đắn của cuộc đời, bố sẽ ủng hộ con. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa con với Nam, bố tin rằng giữa hai đứa cũng có chút duyên phận. Nói như vậy là bố ủng hộ con rồi nhá. Bố nhất trí. Con cứ đúng ngày đúng giờ, ta bấm nút khởi công công trình thôi nhé. Đúng vậy. Cứ việc âm thầm, lặng lẽ triển khai theo phương án đã bàn. Đến đúng ngày đúng giờ để xem bố con ông ấy có cắt được băng Khánh Thành không. Định đưa tôi vào chuyện đã rồi hả? Còn lâu nhá, mẹ không đồng ý. Sau bao nhiêu chuyện nhục nhã xảy ra giữa hai gia đình, Tại sao con vẫn còn muốn ngoái đầu nhìn lại họ hả? Không hay gì. Đến nhìn mặt nhau còn không được, nói gì đến chuyện cưới xin. Lúc nào em cũng luôn mồm nói là yêu con, thương con, tại sao lại cấm cản tình cảm của hai đứa như thế? Thằng Long với cái Nam mà cưới nhau thì hạnh phúc cái nỗi gì? Cứ nghĩ đến cái việc phải ngồi cùng mâm với con mẹ nó là em đã không chịu nổi rồi. Còn con, đã bao giờ con đặt địa vị của con vào mẹ chưa? Tại sao lúc nào con cũng làm mẹ đau lòng vậy? Mẹ đã từng nói với con là hãy sống với bản thân mình đi. Vậy mẹ để con và Nam đến với nhau đi ạ? Em đi đâu? Mình nói chuyện một lần cho xong đi. Bố con anh có coi tôi ra cái gì đâu mà nói. Anh nghĩ là chúng ta nên tôn trọng quyết định của con cái. Và nếu như em có không đồng ý thì cũng không được phép làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai đứa. Quê rồi, mẹ ngồi ngoài trời không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Mẹ già rồi,